Chào mọi người nhá. Buổi trưa hôm nay mình có ngồi mình có thay cái lõi lọc số 4 của cái máy lọc nước Kangaroo nhà mình. Thực ra nhận chiều qua thì thay 3 lõi 1 2 3 rồi, lõi số 4 thì tháo là khó hơn. Nên cái video này mình không biết các bạn có tò mò như mình không. Video này mình sẽ tháo phá cái lõi lọc RO ra để xem cái cấu tạo nó như nào để nó có thể là lọc được nước tinh khiết cho nhà mình dùng trong suốt bao nhiêu năm qua nhá mọi người nhá. Thế là lõi lọc này thì nó vẫn chạy bình thường, nó vẫn ok đấy, nhưng mà mình thấy nước thải ra nhiều và nước lọc đang có ít, tức là nó lâu năm nó bị tắc rồi. Nên nó mình lại mua dùng quá lâu rồi nên mình có thay nhá, mình có vừa đầu tư 550k mình mua một cái lõi lọc RO 4 khác, lõi số 4 khác để mình thay. Và đây này, lõi RO số 4 nằm trong này. 1 2 3 đây. Sau đó lõi 1 lại nhảy lên trên này, thêm một lõi nữa để lọc trước, lọc thu trước. Cứ thay 1 2 3 xong lại lấy cái lõi lọc này đưa sang đây. Đấy, từ ngày xưa lâu rồi mà nó cũng có bẩn lắm đâu. Cà lê mỏ lết để thay nó. Bếp từ Mifa. Made in Taiwan. Chiếc máy này ngày xưa đầu tiên là mình sửa nó là thay van cơ thành van điện. Tiếp nữa một thời gian sau là cái bơm nước này nó bị dỉ nước, nên là thay hết cái bộ gioăng trong này rồi. Cũng mua super và vệ sinh lại cái chổi cốp bao lâu rồi vẫn ok. Rồi cái tiếp nữa hồi chả biết hồi mình nắp cái gì, mình tháo cái gì, mình đã phải chế này. Đây là cái van xả đấy, thỉnh thoảng mở ra để xả. Các bạn nhá, đường xả đấy, đường xả cặn đấy các bạn ạ. Và khi nó lọc nước kém ấy, còn do đôi khi là cái bơm này áp suất tạo ra áp suất yếu bên trong cái lòng này. Đây là lòng vào, nước tinh khiết ra cái màu này, còn nước thải sẽ đi ra, đi qua cái áp lực của cái này, nó phải có áp lực mới đi qua đi nhá. Nên đôi khi này, cái van này mà bị thủng chẳng hạn thì nó cũng kém lọc kém nha các bạn ạ. Tức là nó phải áp suất nước phải căng thì nó mới thẩm thấu qua màng RO để ra được tinh khiết mà. Lằng nhằng phết đấy, mình có xuyên cái này đâu. Nhưng mà đồ của nhà hỏng thì phải tự sửa được. Đó, thợ sửa chữa đôi khi phải sửa chữa được cái thiết bị trong nhà chứ các bạn. Và video này là mình bảo rồi, mình sẽ phá cái này ra xem nó như thế nào nhá. Thực ra nước nhà mình, quê mình ấy, ở nơi với lòng đất quê mình ấy, này nó là đá xanh luôn nên nước nó rất là sạch. Nên bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian rồi nó cũng chả bẩn lắm đâu các bạn ạ. Thì đây là cái màng RO nhá. Thì thời ngày xưa mình mua ấy, là mình mua cả cụm đấy, nhà nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Đài Loan về ấy. Thì cái thời Kangaroo đời đầu tiên đấy thì nó sử dụng cái màng RO này, màng Dow của Mỹ, Made in USA này. Còn cái màng mình đang thay ấy, thì cái màng cũng y như này, nhưng mà màng cái gì của Korea sản xuất ấy, đã thay thế Korea nhá. Các bạn đây này, mình thấy là nó ghi Korea như thế này nhá. Made in Korea này, nhưng tất cả mọi chữ toàn tem rất nhiều chữ khác. Nhưng mà riêng cái này thì nó lại có chữ Văn Lâm, Hưng Yên các thứ. Nên lõi lọc, ba cái lõi lọc mình mua kèm theo ấy, 1, 2, 3 ấy, thì là nó cũng dập nổi. Trên này cũng có chữ Kangaroo dập nổi và cũng là sản xuất tại Hưng Yên. Nhưng cái lõi này chắc là bên công ty của Kangaroo nhập từ bên Hàn Quốc về, sau đó là đóng gói các thứ, sau đó mới đi vận chuyển, mới đưa ra thị trường các bạn ạ. Nên khả năng là cái đồ của mình mua là chính hãng với giá 550k nhá. Còn bên ngoài ui dồi, lên super thì ui dồi, nó rẻ dã man, có hơn 100.000 cũng có lõi lọc này. Thì để mà hiểu qua về cái lõi lọc như này nhá, theo mình hiểu ấy, ngày xưa thì mình không tin là nó có thể lọc được thành nước tinh khiết đâu. Sau đó mình có đọc một cái bài viết trên mạng, nó nói về cái vấn đề ấy, là cái lõi lọc RO này này, lõi lọc số 4 này, trái tim của máy lọc nước này, là nó cái màng lọc của nó chỉ thẩm thấu, nó chỉ cho phân tử nước H2O đi qua thôi. Còn những cái phân tử vi khuẩn này, vi trùng này, thuốc trừ sâu các thứ thì cái phân tử nó to hơn thì nó sẽ bị giữ cạn lại. Và giữ ra lại cạn lại và nó sẽ thải ra bên ngoài nhá mọi người nhá. Còn lâu lâu ấy thì nước nó bẩn quá ấy, thì nó sẽ tắc. Như nhà mình 30 năm dùng đến 30 năm thì nó chả tắc đâu. Nó vẫn tắc một phần thôi. Và nó hỏng đa số là nó hỏng tắc, tắc tức là hiệu suất lọc nó kém. Dẫn tới là nước thải tốn. Nước tinh khiết thì đỡ ít mọi người ạ. Thì nhìn qua nó lắp vào trong cái máy thì như này nhá, nó sẽ chúng ta sẽ đấy, nó có cái này để quấn đây này, thì là nó sẽ lắp đưa vào trong cái lòng ấy. Thì lòng này là lòng nước vào, nước sau khi qua lõi lọc 1 2 3 nhá,
Như nhà mình thì mình đang lắp thêm một cái lõi đường trước nữa là thành bốn lõi lọc đằng trước đó, 1, 2, 3 thì lõi lọc thô, lõi lọc than hoạt tính, rồi nó lọc mịn hơn nhá, nó có 5 micro hay là 2 hay gì đấy micro ấy các bạn ạ. Thì đây là lõi ngày xưa mình mua ở ngoài dốc Nam Cương là của Sunhouse vẫn lắp vào các bạn ạ. Thì sau khi nó đi qua bốn cái lõi, ba cái lõi lọc đấy thì bắt đầu nó đi qua cái bơm áp suất nha. Cái bơm áp suất nó sẽ bơm, nó sẽ ép một cái áp suất nước vào đây rất lớn, nhưng mà áp suất lớn thôi, nhưng mà thực ra cái bơm công suất nó nhỏ, nước nó ra rất nhỏ, áp suất lớn đưa nước vào đây. Cái lòng này và cái lòng này mình thấy nó không thông nhau nhá. Nó ép nước vào đây và cả cái vùng, ví dụ cái này nó nằm, thực ra là cái mới của mình, cái này thì là nó nằm ở đây, nhưng cái mới của mình nó nằm ở chỗ này. Là cả cái cụm này nằm trong ống thì từ đây đến đây thì nó là nước nước đi vào nhá, nước được máy bơm áp suất ép vào trong này, đi vào trong này. Sau đó nó sẽ đi ra thành nước tinh khiết ở cái lòng trong này, lòng lỗ này này. Mọi người này nhá, lòng cái lỗ này này. Còn cái vòng ngoài này thì nó sẽ đi ra cái đường nước thải. Thì mình có để ý cái đường này ấy, là đi ra nước tinh khiết, tóm lại là nước nước không tinh khiết là đi được vào đây. Nước tinh khiết đi ra cái lỗ này có gioăng kín này đi ra này, và sau đó nó đi qua một cái van một chiều ở trong cái giắc co ấy, cái vặn ấy để lắp dây ấy, lắp dây nhựa ấy, thì là mình có thổi thử ấy, thì là thổi mạnh thì nó mới đẩy ra được, nó mới hở ra được, nó mới đi ra đây và nó đi xuống bình chứa nhá, nó đi xuống bình chứa ấy, các bạn ạ. Nơi mình chứa sau đó là từ bình chứa nó lại đi ngược qua ba, như nhà mình có ba cái lõi lọc tha khoáng, nó lõi gọi là lõi khoáng khoáng nữa, thì nó mới ra vòi. Sau đó còn một cái đường nữa ấy, thì nó sẽ đi theo đường này là nước gọi là nước thải ấy. Nó đi theo này, nó đi qua một cái van thải, cái van đấy cũng phải có áp lực cao thì nó mới đẩy qua được nhá, và có một cái khóa để mở để xả cặn các bạn ạ. Tức là mở có cái van ấy, mình vặn cái van ấy thì coi như là nó không, nước thải nó sẽ chảy thẳng ra luôn, chứ nó không bị chịu áp lực trên cái van ấy, nó mới đẩy qua được các bạn ạ. Đấy, như vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phá bung nó ra để xem bên trong nó lõi như nào nhá. Mình thấy cái lỗ lòng này nó không thông đâu. Đây này, chọc vào này. Ồ, nó thông thật á. Đó, nó đến đây rồi nhá, đến đây nó tắc này. Đến đây nó tắc rồi này nhá, kịch này này. Đấy, đây là nước chưa tinh khiết vào đây, còn nước tinh khiết là lốt to này nhá. Bây giờ mình sẽ đây là cho mọi người tham khảo này, cái lõi này này. Freetech nhá, của hãng của Dow này, made in Mỹ nhá, ngày xưa đấy các bạn ạ. Bóc hết ra luôn. Bắt đầu cắt nó ra nhá, chuẩn bị một cái lõi, một cái lưỡi dao rạch giấy mới rồi. Có rất nhiều màng đây các bạn ạ. Mình thử cắt nó ra để mình tham khảo xem nó thế nào mà nó lại có thể chỉ cho phân tử nước. Mình chỉ hiểu rằng ấy, trong những cái màng này ấy, là nó có những cái lỗ rất nhỏ, và lỗ đấy nó chỉ cho tinh thể nước chảy qua được thôi. Còn đâu H2O các thứ thì vi khuẩn vi trùng thì không thể qua được. Đấy, chúng ta sẽ nhìn nó sẽ nằm bên này này, nó sẽ đi vào đây đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và bên này sẽ bẩn hơn bao nhiêu năm này. Chúng ta sẽ bóc ra thử nhá. Ôi giời. Ôi chà, vừa nãy mình cắt ở đây nó đứt đấy các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ nhìn này. Như vậy là nó nọc nó như thế này thì nó sẽ nước nước bẩn, gọi là nước bẩn chưa tinh khiết ở đây, và nước tinh khiết sẽ ra này, nhưng mình ra bên này rất là sạch. Nhưng nó làm sao nó ra được cái lõi giữa này nhỉ các bạn nhỉ? Mình chưa hiểu, để mình mở hết ra nhá. Đây này, bẩn bẩn này, ôi bẩn bao năm đấy. Bên này thì rất là sạch này. Chắc chắn nhá, mình nhìn ấy thì cái bên này là ra được nước thải sẽ sạch đấy các bạn ạ. Nhưng thả sạch nhưng mà nó sẽ có vi trùng, vi khuẩn, có cái bẩn, có cái thuốc trừ sâu các thứ chẳng hạn nhá. Đó, xuyên qua được mấy cái lõi lọc kia kìa. Đây, để xem bên trong này nó sẽ như thế nào. Ôi, bao nhiêu năm đấy các bạn ạ. Và mình có đọc nó còn bảo là nó sẽ tắc. Ô thế như vậy là thì ấy, thì như vậy khả năng là nó sẽ đi qua những cái này, nó đi sang bên này là nó bẩn rồi, nó sẽ thẩm thấu qua những cái màng này này. Ôi rồi như này mà nó lại, mình không hiểu, tóm lại là chưa hiểu là nó lọc kiểu gì.
cắt lỗ tốt ra nhá. Này mà mình lâu lắm rồi mình định thay rồi đấy. Cái máy này mình mua lâu rồi mà. Chặt quá các bạn ạ. Bẩn kinh khủng chưa? Ôi giời ơi. Cắt cắt nó ra bớt đi đã nhá. Đó. Này mà lõi lóc đẻo thì nó sẽ bẩn thỉu đi qua đấy. Trong này nó có một cái màng nữa này các bạn này. Nói nó thô rồi đi qua cái này thôi. Để mình sẽ tiếp tục cho nó ra nhá. Không biết qua bạn nào muốn phá ra khám phá đồ như mình không? Chả biết nó có chất độc gì không? Đấy, nó giữ đây là keo, nó giữ như vậy là cái màng nọc nó chính là đi từ bên kia sang bên này. Nhưng tại sao nó đi xuyên qua được cái lỗ này để nó xa được các bạn ạ? À đấy, các bạn thấy chưa? Đây này. Trong này nó có cái lỗ thẩm thấu sang nhá, để vào cái lòng giữa này. Tóm lại là nước bẩn đi vào đây này, chỉ đến đây là kịch thôi. Đây là kịch thôi, sau đó nó sẽ đi xuyên qua thẩm thấu qua này, thẩm thấu qua tất cả cái trong này này. Tóm lại là cái màng cái nước bẩn ấy nó đi vào đây nhưng nó bị tắc rồi, nó đi sẽ đi vào trong các màng này này, các lớp màng này này. Sau đó nó sẽ đi vào đây, nó đi vào sâu lên dưới này và nước bẩn sẽ đi ra bên ngoài như nước sạch được thẩm thấu qua từ bên này xuống bên này nhá. Từ bên này xuống bên này này. Để nó mới xa được cái nước tinh khiết ở đây, và ở đây cái rong này là rong ngăn giữa nước thải và nước tinh khiết mà. Nên mình có trong này nó có một số cái lỗ này này. Chờ mình tháo hẳn nó ra nhá. Chặt kinh nó dán keo. Bẩn quá, kinh khủng, bao năm đấy. Không biết trong này có con vi trùng vi khuẩn gì không, chắc mình nghĩ là nhiều đấy. Đấy, nó dán chặt. Các bạn ạ, nó dán chặt ở đây, dán chặt ở đây và chúng ta sẽ thấy này. Nước tinh khiết nhá. Nó sẽ đi qua rất nhiều các màng này, màng nọc thô thì nó sẽ đi ra đây, đi ra nước thải này. Và nhưng mà nó phải thấm được qua cái lớp này này. Lớp như lớp này chắc là ép mạnh lắm, áp suất lớn lắm nó mới xuyên phân tử nước qua được cái lớp này và nó sẽ xuyên qua rất nhiều lớp và nó sẽ chui vào trong cái lỗ này này. Nên chúng ta sẽ thấy bên dòng này rất là sạch. Chui vào cái lỗ này và nó sẽ thành nước tinh khiết cho chúng ta. Các bạn ạ. Mình này cứ tưởng là nó thấm từ cái bên đen này là xuyên được sang bên này cơ nhưng không phải. Mà là nó phải thấm qua rất nhiều lớp màng này này, đặc biệt là bèng màng bên trong nó rất là sạch này. Các bạn nhá, màng bên ngoài sẽ bẩn dần này. Và nó sẽ đi qua được những cái lỗ này này. Thì khi nó đã thấm vào trong sâu rồi chúng ta sẽ thấy nó còn có những cái vân này này. Những cái vân này để không phải là ép vào bóng này đâu, mà những cái vân này đi vào đây và nó đi ra nước tinh khiết ở đây, mọi người ạ. À. Như vậy là cái công nghệ màng dao hay màng filter thứ nó chính là cái lớp này. Cái lớp này này. Trong này có hai lớp nhá, một lớp lưới này. Nhá, một lớp lưới để dẫn ra thế này. Và một cái lớp nữa là cái lớp đào này, cái lớp gọi là màng đào này để nó có thể xuyên qua được các bạn ạ. Đây này, cái lớp màng này này. Các bạn nhá, để nó có xuyên qua được. Ghê gớm. Thôi, công nghệ nó như vậy thôi. Video thì cũng kết thúc bởi vì mình đã khám phá được nó rồi. Không biết là cái video này mình ốc có bạn nào thích xem không? Đây là những cái sự trải nghiệm hiểu biết để xem nó lõi lọc nó lõi nó như nào mọi người nhá. Còn những cái lõi này thì mình chả cần biết, mình sẽ biết thừa biết rồi. Là nó là những cái bông hoặc là cái gì đấy để nước nó đi qua, còn những cái bẩn nó giữ lại. Nhưng mà nếu mà bẩn của nó to như con vi khuẩn ấy thì nó vẫn đi qua bình thường nhá. Còn nó bẩn cặn đất cát thì nó sẽ giữ lại. Ghê gớm chưa, tháo ra một đống luôn. Thôi chào tất cả mọi người nhá.